Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Hỗ trợ thủ tục hành chính. Ở video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người thực hiện thủ tục chứng thực giấy tờ trực tuyến bằng điện thoại di động thông qua tài khoản định danh điện tử trên cổng dịch vụ công của các địa phương. Các bước thực hiện mọi người tiến hành như sau. Giống như các thao tác thực hiện thủ tục hành chính khác, mọi người cần sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID để thực hiện thủ tục. Đối với trường hợp mọi người chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử, mọi người có thể tham khảo video này ở trên kênh. Tiếp theo, mọi người tiến hành chụp ảnh hoặc scan tài liệu cần chứng thực. Ví dụ ở đây, mình cần chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mình sẽ chụp ảnh tài liệu, mọi người có thể tham khảo tài liệu ở trên màn hình. Một số lưu ý khi mọi người chụp ảnh tài liệu như mọi người chụp tài liệu vừa với khung hình và đảm bảo tài liệu rõ ràng, không để sót tài liệu. Khi chụp xong, mọi người có thể điều chỉnh các thông số để tài liệu trở nên rõ ràng và dễ đọc nhất. Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, mọi người tiến hành truy cập vào cổng dịch vụ công địa phương nơi mọi người muốn chứng thực giấy tờ. Ví dụ mình đang ở Nghệ An thì mình sẽ truy cập vào website dịch vụ công .ngheang.gov.vn và đăng nhập tài khoản định danh điện tử của mình. Sau khi mọi người đăng nhập thành công, mọi người chọn vào dấu ba gạch trắng phía trên bên phải màn hình. Sau đó, mọi người chọn vào bộ thủ tục. Chọn bộ thủ tục hành chính cấp xã. Chọn chứng thực tư pháp. Mọi người kéo xuống và chọn vào bộ thủ tục hành chính chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã. Khi hệ thống chuyển giao diện, mọi người chọn vào mục nộp hồ sơ trực tuyến. Sau đó, mọi người kéo xuống và chọn cơ quan giải quyết. Tiếp theo, mọi người chọn đồng ý và tiếp tục. Khi giao diện chuyển qua bậc tiếp theo, mọi người tiếp tục kéo xuống. Nhập thông tin người nộp hồ sơ và thông tin chủ hồ sơ vào hệ thống. Sau khi hoàn tất, mọi người chọn đồng ý và tiếp tục. Sau đó, mọi người kéo xuống mục thành phần hồ sơ. Mọi người tiến hành tải tệp đính kèm giấy tờ cần chứng thực đã chụp ảnh vào mục tiếp tín. Sau đó, mọi người kéo xuống chọn đồng ý và tiếp tục. Tiếp theo, mọi người chọn hình thức nộp hồ sơ. Ở đây, hệ thống sẽ để mặc định là hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. Mọi người chọn hình thức nhận tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống chuyển phát. Ở đây, để chủ động với mặt thời gian, mình sẽ chọn nhận trực tiếp tại cơ quan cấp xã. Tiếp theo, mọi người tiến hành thanh toán lệ phí, mọi người chọn số lượng bản sao cần chứng thực và chọn phương thức thanh toán trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc thanh toán qua cổng dịch vụ công. Sau đó, mọi người chọn đồng ý và tiếp tục.
sau khi nộp hồ sơ thành công, mình sẽ qua trực tiếp Ủy ban Nhân dân xã phường đóng lệ phí và nhận kết quả. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong thủ tục chứng thực giấy tờ trực tuyến trên điện thoại di động. Nếu mọi người cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về thủ tục hành chính, xin vui lòng để lại bình luận hoặc truy cập vào group được đề cập trong phần mô tả. Và đừng quên dành tặng cho kênh một like, một đăng ký cũng như một chia sẻ. Chúc mọi người thực hiện thủ tục thành công. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.